Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ước tính hàng năm có khoảng 150 triệu đợt viêm phổi xảy ra ở trẻ em các nước đang phát triển, trong đó có khoảng 11 triệu trẻ nhập viện. Dù hiện nay đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị, nhưng viêm phổi vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi. Tại Việt Nam, tình trạng bố mẹ tự ý mua thuốc ho, thuốc kháng sinh cho con uống khi con ho, sổ mũi hiện nay khá phổ biến. Trong khi đó, biểu hiện ban đầu của bệnh viêm phổi ở trẻ em rất giống các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp khác, nên nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, có thể tiến triển nhanh, dẫn đến biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa bác sĩ, viêm phổi là một bệnh thường gặp ở trẻ em, và bác sĩ có thể cho biết là bệnh lý này thì là gây ra bởi những cái nguyên nhân cụ thể như thế nào ạ? Bệnh lý viêm phổi đó là bệnh lý nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ em. Bệnh thường xảy ra ở trẻ nhỏ bởi vì hệ miễn dịch của trẻ còn yếu kém. Bệnh có thể gây ra do virus và vi khuẩn. Trong đó thì theo như thống kê thì virus là căn nguyên chính gây ra viêm phổi ở trẻ em, chiếm tới trên 50% số trẻ. Virus thì khá đa dạng và tùy thuộc theo mùa của trẻ. Thì chúng ta có một số virus như là virus cúm, virus adenovirus, virus hợp bào hô hấp RSV, hay gần đây là virus COVID. Đối với vi khuẩn, đây là một nhóm căn nguyên khá quan trọng đối với viêm phổi vì nó gây ra trường hợp viêm phổi nặng. Vi khuẩn chúng ta có hai vi khuẩn chính, đó là vi khuẩn HI, Haemophilus influenza, vi khuẩn phế cầu, và gần đây nổi lên rất nhiều vi khuẩn không điển hình như vi khuẩn Mycoplasma gây ra tình trạng viêm phổi tập trung, viêm phổi thùy ở trẻ em lứa tuổi học đường và tiểu học đường. Thưa bác sĩ, các bậc phụ huynh thì có thể nhận biết bệnh lý này thông qua những cái dấu hiệu cụ thể như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Hai dấu hiệu mà chúng tôi thường hướng dẫn cha mẹ cách quan sát phát hiện trẻ tại nhà đó chính là cách quan sát và lắng nghe trẻ. Đối với viêm phổi thì khi phổi tổn thương thì cơ thể mình sẽ phản ứng bằng cách thở nhanh hơn. Đây là dấu hiệu cực kỳ đặc hiệu đối với viêm phổi. Và bố mẹ có thể quan sát bằng cách là để ý xem, quan sát xem trẻ có thở nhanh hơn không, thở mạnh hơn không. Bố mẹ phải quan sát vùng nền cổ, cái vùng da nhỏ, quan sát xem vùng da đấy có hóp lại khi mà trẻ thở ra, thở vào không. Đây là dấu hiệu co rút hóm ức. Hoặc là quan sát vùng bụng dưới xương sườn xem có phập phồng khi trẻ thở ra thở vào không, đó là dấu hiệu co rút lồng ngực. Đấy là các dấu hiệu mà khiến gợi ý trẻ có thể dấu hiệu khó thở. Thứ hai là hay lắng nghe trẻ. Chúng ta có thể thấy rằng trẻ có những tiếng ho bất thường, tiếng ho lặng tiếng còn sâu hơn, và có những tiếng thở bất thường như tiếng thở rít hoặc tiếng khò khè. Đấy là các tiếng mà bố mẹ có thể nghe thấy được, gợi ý tổn thương viêm đường hô hấp dưới. Hoặc là khi mà trẻ có cái dấu hiệu mệt mỏi bất thường, bỏ ăn bỏ bú, đấy là dấu hiệu nặng mà bố mẹ cần đưa trẻ đến thăm khám ngay lập tức. Khi nào thì các bậc cha mẹ nên đưa con đến bệnh viện để thăm khám khi mà trẻ có những cái dấu hiệu và có thể là gây ra những cái biến chứng lên sức khỏe của con? Về vấn đề này thì bác sĩ tiếp tục có thêm những chia sẻ cụ thể hơn như thế nào ạ? Đối với tất cả trẻ khi mà có dấu hiệu nghi ngờ viêm phổi như tôi liệt kê phía trên, thở nhanh, thở mạnh, có tiếng ho bất thường, ho lặng tiếng hoặc tiếng thở bất thường đều là dấu hiệu nghi ngờ viêm phổi mà bố mẹ cần đưa trẻ đến khám. Bên cạnh đó thì tôi nhấn mạnh rằng rất nhiều bố mẹ có cái cảm nhận rất là tốt với trẻ em, đó tôi gọi là giác quan thứ 6. Nếu bố mẹ thấy trẻ có gì đó không ổn, đây nó có là trông trẻ không được khỏe mạnh như bình thường, trông trẻ tái hơn, mệt hơn, đặc biệt là bỏ bú, không chơi, không tương tác với người xung quanh, đó là các dấu hiệu nặng mà bố mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Tóm lại, quan sát cách trẻ thở, xem trẻ ăn thế nào và theo bản năng của mình, nếu thấy trẻ không ổn, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám gần nhất. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi. Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là một trong những chuyên khoa mũi nhọn được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Bên cạnh việc đưa ra phác đồ điều trị, bố mẹ sẽ được bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, nghỉ ngơi phù hợp để trẻ có thể nhanh chóng khỏi bệnh, hồi phục sức khỏe. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.